Hai lại là chuyên mục review sản phẩm và ngày hôm nay hãy cùng mình trên tay nhanh một chiếc điện thoại mà nghe tên thương hiệu thôi là biết gắn liền với một sự bền bỉ rồi. Đây, em nhân vật chính của chúng ta, Nokia G21. Và để coi chiếc điện thoại này có gì nổi trội thì hãy cùng mình xem hết video này nhé. Cùng bắt đầu thôi. Rồi, và nhân vật chính của chúng ta. Đầu tiên thì nói về thiết kế đi ha. Thì tổng quan khi mà cầm em này trên tay á, mình cảm thấy em này có một thân hình khá là to lớn nên là cầm sẽ khá là chắc chắn. Mặt sau á, thì được làm bằng nhựa, cùng với đó là kiểu thiết kế vân ngang như thế này. Có thể nói là thiết kế gần đây của Nokia đã có sự thay đổi. Như mọi người có thể thấy ở mặt sau này đây, không còn là một khối camera tròn như là các dòng Nokia tiền nhiệm nữa, mà đã được thay thế bằng khối cam hình chữ nhật ở đây đây. Đó, với kiểu thiết kế thay đổi như thế này thì mình cảm thấy rất là hợp thời, cũng như là kiểu thiết kế này lại được đón nhận hơn rất là nhiều nữa. Và đây có lẽ là cũng là điểm thay đổi ở Nokia mà mình cũng khá là thích. Rồi, và về màn hình đi ha, thì em này mặt trước được thiết kế theo kiểu màn hình giọt nước. Với các cạnh màn hình thì khá là mỏng nhưng mà cầm máy thì còn khá là dày. Nhưng mà với mức giá thì chỉ hơn đâu đó 3 triệu đồng thì mình nghĩ là dày một chút thì cũng không có vấn đề gì cả. Ở em Nokia thế hệ 21 này thì được trang bị một tấm nền TFT LCD có kích thước là 6.5 inch cùng với độ phân giải là HD+. Và theo như mình cảm nhận thì màu sắc mang lại từ em này có độ tương phản khá nè, chi tiết ổn nè. Tần số quét thì 90Hz nên là đây cũng là điều mà khá ít sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ này có thể làm được. Mà cũng nhờ vậy mà các tác vụ vuốt chạm hàng ngày của mình được diễn ra vô cùng trơn mượt. Với số tiền phải bỏ ra cho em máy này á, thì về phần camera mình lại đặt kỳ vọng ít nhất. Tại vì sau khi mà chuyển trải nghiệm thử á, thì mình đánh giá camera trên em máy này chỉ ở mức ổn, đủ để sử dụng các tác vụ chụp thông thường mà thôi. Em này sẽ được trang bị 3 camera sau gồm cam chính 50MP nè, 2 cam phụ chụp micro và chiều sâu được thiết kế khá là khác biệt so với các phiên bản tiềm nhiệm của hãng. Tuy nhiên là kiểu thiết kế ống kính có hơi lồi lên so với cụm như thế này á, thì tạo cho mình một cảm giác không có an tâm cho lắm khi mà đặt sản phẩm này lên bàn, tại vì rất là dễ va chạm rồi gây trầy xước cho ống kính nữa. Và thật sự thì cũng không kỳ vọng quá nhiều ở camera tele ở tầm giá này khi mà camera siêu rộng cũng bị cắt bỏ luôn ở em này. Nhưng mà tuy nhiên thì đi kèm với đó chúng ta sẽ được một camera selfie 8MP, chụp hình cũng khá ổn đối với mức giá này. Về hiệu năng á, thì em này được trang bị một con chip Unisoc T606 trên tiến trình 12nm. Và với mức giá như này á, thì hiệu năng của em này sẽ đáp ứng được các tác vụ cơ bản như là nghe gọi, này, lướt web, xem phim hoặc là các trang mạng xã hội chẳng hạn. Hiệu năng thì thế thôi, nhưng mà bù lại á, thì em này lại được trang bị một viên pin rất là khủng 5050mAh cho thời gian sử dụng đâu đó lên tới 9 tiếng. Và mình còn tìm hiểu rằng á, là Nokia còn tự tin nói rằng G21 của họ có thể sử dụng liên tục tới 3 ngày với cường độ sử dụng vừa phải. Nhưng mà qua kiểm chứng được á, thì mình thấy sử dụng cũng chưa tới 3 ngày đâu. Nhưng mà phải nói là pin của em này rất là trâu cực kỳ để mà các bạn có thể sử dụng được các tác vụ đơn giản thường ngày thôi. Nói tóm lại á, thì Nokia G21 là một chiếc điện thoại có giá thành rẻ nè, khá là ổn nè. Nó không thể cung cấp đầy đủ các tính năng như một chiếc điện thoại cao cấp được, nhưng mà nó vẫn nổi bật nhất trong tầm giá khi mà có màn hình 90Hz nè. Camera selfie cũng khá là ổn nè, cũng như là pin rất là trâu. Và tất nhiên là em này hoàn toàn phù hợp với các bạn học sinh sinh viên nè, các bậc phụ huynh nè, hay là ông bà cha mẹ chúng ta cũng được. Với các tác vụ cơ bản á, thì em này quá là ngon luôn rồi. Và rồi, đó là mình đã trên tay nhanh chiếc điện thoại Nokia G21 này. Không biết là các bạn có ưng ý chiếc điện thoại này không? Nếu có thì đừng quên click vào đường link bên dưới phần mô tả để hiểu hơn về em nó nhé. Hiện chiếc điện thoại Nokia G21 đang được bán tại Cellphones với mức giá chỉ có 3.590.000 đồng mà thôi. Các anh em ai quan tâm đến dòng sản phẩm này thì đừng quên click vào đường link bên dưới phần mô tả để hiểu hơn về nó nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, nhớ like, share và subscribe ủng hộ cho Cellphones nhé. Còn bây giờ thì bye bye.